Ok, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình nhiều người hỏi về cái việc là khi nào thì Rottweiler Derby sẽ có cho con. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái lịch sinh sản của chó giống của Rottweiler Derby đầu năm 2021. Siro lên này. Hôm nay là có cái tí trang điểm nữa cho nó. Cứ không đeo thì nó ý kiến, mà đeo thì nó lại vảy ra. Siro lên. Lên trên. Lên đây ngồi. Nào. Lên đây. Sao đấy. Đấy. Đeo vào thì lại vảy ra. Mỗi từ nó xì đúng không? Đeo yên đấy. Rồi. Nhìn vào kia kìa. Đầu tiên đấy. Là đây. Có siro này. Có mấy cặp để mà đầu năm 2021 cho mọi người chọn. Có khá nhiều cặp đấy. Thì đầu tiên là siro với Loki là một cặp siro đây. Có siro ở đây cho nên là gọi tên siro luôn. Siro với Loki là một cặp này. Đầu là sẽ là đẻ vào đầu đầu là cuối tháng 11 và tháng 12 và sẽ đẻ vào tháng 1 và tháng 2 của năm 2021. Thì siro là một, Dina với Loki là 2 này. Siro với Loki là 1, Dina với Loki là 2. Gina mà đánh nhau với lại Hana ấy. Gina với Loki tiếp là 3. Là 3 cặp. Limit mới hôm vừa rồi mới lên video ấy, Limit với Marvin là 4. Loki với con Fay là 5. Là 5 cặp cộng với lại cặp sắp tới đây là sẽ là cặp Lucky với Marvin. Là Lucky là đang chờ ngày lấy giống thôi. Lucky với Marvin sẽ là 6. Rồi một một con ở đàn K, tức là con Cute sẽ cho Cute ghép với lại Marvin là 7. Cute mà lần trước là lên giống giả ấy, không có dụng trứng. Lần này thì nó lên giống lại nhanh hơn, đang lên giống rồi, chờ ngày lấy giống thôi, là 7. Và một con cùng đàn với lại Cute nữa là con cạ, không phải con Casino, con Casino thì cũng sắp rồi, nhưng mà con Cania và con Marvin nữa sẽ là 8 cặp, sẽ có 8 cặp ở trong cái khoảng sinh dự sinh 8 cặp, 8 đàn cho con dự sinh mọi người nhé. Từ tháng 1 đến tháng hết tháng 2 của năm 2021, nên là ra Tết là sẽ có rất nhiều đàn cho con để mọi người có thể lựa chọn. Cái đợt này thì chắc chắn là sẽ có nhiều cho con hơn, bởi vì là đợt này là các chó cái phân tán, chứ ở tại trại thì ở đây thì là có chỉ có siro với Dina thôi. Còn mỗi con nó ở một chỗ, mỗi con nó ở một nhà, thành ra là cái khả năng cái tỷ lệ để mà các cái đàn cho con dự sinh mà nó sinh thuận lợi thì nó sẽ là cao. Như nè, như cái đợt này thì nó sơ sẩy hơi nhiều đây. Như Messi này, Messi là 1 này. 3 đàn của đợt này thì mất 2 đàn. Messi là 1. Và Vinci là 2. Vinci thì hôm trước mình cũng nói rồi, Messi mình cũng nói rồi đấy. Là cái Messi thì là do là mình vướng vào cái con Hana. Còn Vinci thì do cái điều kiện của nó đặc biệt một chút, nó phải di chuyển. Thì như cái đợt đầu năm này thì sẽ có rất nhiều cái đàn cho con, như thế có 8 đàn dự sinh cho mọi người chọn. Có thể nói là 8 thì cứ bớt đi 50% thì sẽ có 4 đàn thuận lợi, cứ coi như là như vậy đi. Thì mọi người sẽ có rất nhiều cái sự lựa chọn. Những anh em mà đã đang chờ chó mà bị nhỡ mấy đàn vừa rồi thì chúng ta sẽ chờ của cái đợt đầu năm 2021 này.
Đấy là cái ngày cái tháng sinh của nó, còn bắt cho con thì mọi người cộng thêm 2 tháng nữa, bởi vì cho con hơn 2 tháng một chút là mọi người có thể đón được. Thì sinh tháng 1 và tháng 2 thì cái thời gian đón chó sẽ là tháng 3 và tháng 4, có thể là kéo sang đến tháng 5. Thì mọi người chúng ta mà quan tâm đến chó con của Robert Lagovi thì mọi người mà hỏi mà mọi người chưa xem cái video này thì mình cũng sẽ gửi cái video này để cho mọi người xem, bởi vì có rất nhiều anh em hỏi, bình luận, hỏi hoặc là có thể gọi điện hoặc có thể nhắn tin Zalo bình luận ở video, nhắn tin Zalo hay là hỏi cả trên Facebook thì trả lời, mà nếu mà trả lời tất cả mọi người mà cứ đọc hết ra như thế thì nó thực sự mà nói là không có thời gian, thực sự mà nói là như thế. Và mình sẽ gửi cái video để cho mọi người xem, mọi người nắm được cái lịch, và mọi người thích cái con nào thì mọi người sẽ lựa chọn cái con đấy. À quên, vẫn còn đang sót nhé, vẫn còn sót là sẽ còn sót còn hai đàn nữa phối với Bruno, chưa kể hai đàn đang chờ phối với Bruno, chưa đến ngày lấy giống nhưng mà sắp lên giống rồi. Còn hai đàn là của con Sakuza sẽ cho phối với Bruno, và con Satina cũng sẽ cho phối với Bruno, là sẽ có hai đàn. Là tất cả các cái con chó cái đấy là con chó của trại nhé, chứ còn nếu mà trong cái trường hợp mà có các con chó cái tốt ở bên ngoài mà đến phối với con đực của trại thì trại cũng sẽ giới thiệu để cho mọi người có thể lựa chọn. Bởi vì là nó còn theo cái con chó mà mình ưng ý là một rồi, nhưng nó còn theo cái điều kiện tài chính của mình nữa, chứ không phải là mình cứ ưng rồi mà cái tài chính nó cao quá mình không có cái điều kiện để mình nuôi được, thì không biết đến bao giờ mình nuôi được con chó. Thì mọi người có thể lựa chọn những cái đàn chó rẻ hơn, ở những cái con cái ngoài phối với được của cha. Siro lên đây, Siro Siro lên đây nào, hai mẹ con lên đây ấy tí nào, đây đây, lên hẳn trên ghế, mỗi đứa một bên nào, lên đây. Rồi, ngồi xuống. Ok, chúng ta làm điều hành. Ngồi xuống. Cả Pila nữa. Đừng có cọ đầu vào nhau. Cọ đầu vào nhau mà mất công. Nè, nó xin từ từ đi. Pila lên ghế ngồi đi, chứ không ở bên dưới. Nè, không liếm. Liếm. Liếm cái này là nó hỏng ý. Đây nè, nhìn xinh chưa, nhìn thấy trong tivi chưa hả? Siro đã nhìn thấy Siro trong tivi chưa kìa, Siro cứ phá đám rồi mẹ lại nhảy xuống, nhìn thấy đứa nào trong tivi chưa, nhìn thấy chưa, xinh gái chưa. Messi ơi, Si ơi, không tháo ra nào, đấy mẹ dỗi ở đấy, Siro cứ phá là mẹ dỗi ở đấy. Ngồi yên đấy, đấy là cái của bà, ngồi yên nhá. Pila lên đây, lên ra cho Pila nào, Siro đây, có Pila đây rồi, Pila xinh gái chưa, nhìn kia kìa, nhìn tivi kìa đấy, đúng không? Sủa xịt đấy. Quá, ngồi yên đấy nha, ngồi yên đấy, tất cả ngồi yên đấy. Đâu rồi, còn một cái nữa đâu, đây, 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 không, lên ghế, lên ghế, lên ghế, lên ghế.